Học sinh lớp 12 làm gì để bứt phá trong năm học cuối cùng? Hội Giáo sư Đà Nẵng chào các bạn. Lớp 12 là mốc quan trọng trong chương trình trung học phổ thông. Đây là năm học tích lũy nhiều kiến thức để sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học. Rất nhiều bạn học sinh lên lớp 12 bị choáng ngợp bởi lượng kiến thức khổng lồ cộng thêm áp lực năm học cuối cấp dẫn đến chểnh mảng và sa sút, sai lầm trong định hướng. Dưới đây sẽ là kinh nghiệm học lớp 12 cho các bạn tham khảo để có một năm học cuối cùng của đời học sinh trọn vẹn và hiệu quả nhất. Học đến đâu, nắm chắc đến đó. Lớp 12 không có thời gian cho các bạn học lại từ đầu. Do đó, học đến đâu các bạn phải nắm chắc chắn kiến thức đến đó, không được mơ màng, bởi hỏng một phần kiến thức có thể dẫn đến hệ lụy các phần kiến thức sau, vừa khiến bạn mất thời gian ôn đi ôn lại nhiều lần. Ngay từ trên lớp, các bạn cần tiếp thu kiến thức, không hiểu chỗ nào phải hỏi bạn bè, thầy cô ngay lập tức. Các kiến thức cơ bản chắc chắn phải nắm vững. Các bạn có biết rằng đa phần các kiến thức trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia đều cơ bản và chỉ có những câu hỏi cuối mới là nâng cao. Như vậy, nếu nắm chắc kiến thức cơ bản, các bạn đã nắm trong tay một số điểm lớn rồi đấy. Sau khi nắm chắc được kiến thức cơ bản, bạn có thể học lên nâng cao để giành được điểm 9, điểm 10 ở các môn học. Nhìn chung, các bạn phải chắc chắn không được làm sai các câu dễ. Luyện tập giải đề. Để làm quen với thời gian thi và cấu trúc bài thi, giải đề là cách tốt nhất. Nhờ đó các bạn có thể biết được mình còn thiếu sót và yếu ở chỗ nào sai phải biết sửa để lần sau không mắc lỗi sai tương tự như vậy. Khi giải đề, những câu nào khó hoặc không hiểu, bạn có thể thảo luận với bạn bè và hỏi thầy cô. Giải đề giúp bạn biết được mình đang ở mức độ nào và cải thiện được những cái còn thiếu sót trong kiến thức của mình. Tập trung 3 môn khối thi. Trước hết, các bạn phải biết chính xác mình sẽ xét tuyển tổ hợp môn nào trong kỳ thi tuyển sinh đại học và tập trung nhiều thời gian, công sức hơn cho 3 môn học này. Không chỉ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, học sinh cũng cần trau chuốt cho học bạ thật đẹp ở 3 môn này để có thể tham gia vào các phương thức xét tuyển khác của trường. Bạn hoàn toàn có thể trúng tuyển bằng phương thức xét học bạ trước đó. Tuy nhiên, không vì thế mà bạn bỏ bê tất cả các môn còn lại. Hãy đảm bảo rằng ít nhất bạn cũng cần đậu tốt nghiệp trung học phổ thông. Sẵn sàng chuyển khối nếu thấy không phù hợp. Kinh nghiệm xương máu cho các bạn học lớp 12 là dứt khoát chuyển khối nếu thấy không phù hợp với năng lực. Nếu chỉ chọn khối thi cho phù hợp xu hướng theo bạn bè hoặc phụ huynh, bạn có thể sẽ không phát huy được hết năng lực học tập của mình. Do đó, mặc dù đã học môn khối tổ hợp chuyên trong suốt cả bậc trung học phổ thông, tuy nhiên hãy chuyển khối nếu như bạn thực sự cảm thấy mình không phù hợp. Tuy chỉ còn duy nhất 1 năm, nhưng thời gian vẫn là đủ để bạn thay đổi định hướng của mình. Có định hướng, mục tiêu học tập rõ ràng. Năm cuối cấp, hãy vạch ra mục tiêu cụ thể cho bản thân. Nếu yêu thích trường gì, ngành gì, hãy đặt mục tiêu phấn đấu cho bản thân, vạch ra kế hoạch để đạt được mục tiêu đó. Chẳng hạn như trường A có xét tuyển nhiều phương thức như xét chứng chỉ IELTS, xét học sinh giỏi, xét học bạ. Hãy chọn các phương thức trong khả năng của mình, phấn đấu để đạt được nó. Bạn nên biết rằng xét tuyển càng nhiều phương thức thì khả năng trúng tuyển càng cao. Tuy nhiên, hãy chắc chắn đó là trường và ngành bạn thực sự mơ ước. Lên kế hoạch học tập cụ thể sẽ giúp bạn học hiệu quả hơn. Có điều, đa phần học sinh lại lười hoặc xem nhẹ công việc này, cho rằng không cần thiết. Hoạch định mục tiêu học tập sẽ giúp bạn có tư duy tổng thể và bao quát cả quá trình học của bản thân, biết được mình có điểm mạnh gì cần phát huy, cũng như nắm được những nội dung kiến thức nào còn yếu, cần phải bổ sung. Trên đây là kinh nghiệm học sinh lớp 12 nên làm gì để bứt phá trong năm học cuối cùng. Các bạn hãy tiếp tục theo dõi kênh Hội Giáo sư Đà Nẵng để nhận được nhiều kiến thức bổ ích. Xin chào và hẹn gặp lại!